Sự thật chấn động, tuổi Ất Tỵ 1965, may mắn gặp thời, kiếm tiền rất dễ, giàu nổi tiếng trong tháng 8 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang quay trở lại và đồng hành với KB Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị anh chị và các bạn luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, đã là con người, ai cũng đều mong muốn mình được giàu sang phú quý, có địa vị quyền chức, được thông minh, trí tuệ và có sức khỏe, sống lâu. Tuy nhiên, chúng ta muốn có được như ý thì nhất định phải biết tu nhân. Cái nhân tốt thì nhất định có phước báo tốt, mà cái nhân xấu thì nhất định có quả báo xấu. Đó là đạo lý, là chân lý, là sự thật không thay đổi. Và vì vậy, các bạn cũng biết được phải tu tập cái nhân như thế nào để được phước báo tốt đẹp. Khi đã đứng trên danh vọng thì càng phải duy trì cái nhân tốt, đừng vì hơn người mà tự đắc, tự mãn dễ khiến con người ta sa ngã. Tử vi học có nói trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng nhiều may mắn, tất cả các thành công có được đều phải đánh đổi và hy sinh. Trong năm 2024 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nhưng đặc biệt với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm tìm được cơ hội đổi đời. Dưới tác động tích cực từ cục diện tam hợp, công việc trong tháng vô cùng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc chật két lúc nào không hay. Nếu như biết được những điều sau đây, thì ngày được tận hưởng vinh hoa, phú quý của Ất Tỵ sẽ chẳng còn xa nữa. Ngay sau đây xin kính mời quý vị hãy cùng KB Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết. 1. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 8 năm 2024 âm lịch, nhiều may mắn sẽ đến với bạn trong tháng này. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc, nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Trên phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc không ai dám làm nên có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. Xét về địa chi, Tỵ gặp Dậu Lâm cục diện tam hợp, vận quý nhân vượng, bản mệnh tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, hợp tác làm ăn thuận lợi. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của mình. Một số người tuổi Ất Tỵ đã an nhàn hưởng lương hưu nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong tháng bản mệnh không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho Ất Tỵ. Xét về thiên can, Ất Mộc gặp Nhâm Thủy là thiên ấn tác động. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Trên phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc không ai dám làm nên có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. 2. Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 8 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 8 tuổi Ất Tỵ âm lịch dự đoán, con giáp này sẽ có khá nhiều việc phải làm trong tháng này, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch dang dở cũng như đặt ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Tam hợp khuyến khích bạn nên dành phần lớn sự tập trung của mình cho sự nghiệp ở thời điểm này. Đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt, bạn có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh, tương lai bớt phần vất vả. Khối lượng công việc tăng lên là điều khó tránh, nhưng tốc độ cũng không quá gấp gáp nên bạn có thể làm một cách chậm mà chắc, làm tới đâu hoàn thiện tới đó.
hạn chế tình trạng đùng đỉnh, làm mỗi thứ một chút rồi bỏ đó, cuối cùng việc gì cũng dở dang, kết quả cũng chưa thấy đâu. Tinh thần làm việc ngày càng hăng say, đầu óc mở mang tới nhiều ý tưởng sáng tạo nhiệt tình, bạn có thể đạt được thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái trái ngọt xứng đáng. Lưu ý, tháng này các dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Thành công không đến một cách dễ dàng mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Bạn nên làm việc bằng hết trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Những liên hệ xã hội cũng rất hữu ích với bạn trong tháng 8 âm lịch. Tam hợp thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp tốt lành. Nhờ đó Ất Tỵ có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Phương diện tài lộc. Tử vi tháng 8 âm lịch dự báo phương diện tài chính của người tuổi Ất Tỵ sẽ có xu hướng tăng dần trong tháng Tân Dậu này. Tuy mức độ vẫn chưa được coi là xuất sắc nhưng cũng giúp túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, tiêu pha cũng không cần đong đếm quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông, thu nhập của bản mệnh hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài. Thuận lợi là vậy nhưng bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định chứ không nên ăn xổi. Đặc biệt, nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu thì sẽ mang tới lợi nhuận tới đó, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Người làm kinh doanh buôn bán cũng gặp may mắn nhất định, đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Bạn càng xông xáo và chịu khó tìm hiểu thị trường thì càng có lợi ở giai đoạn này. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm mà bản thân đã đặt ra, dù ở thời điểm nào. Phương diện tình duyên. Trong tháng 8 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của tuổi Ất Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ tam hợp mang nhân duyên tới. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại sau những xa cách, hiểu lầm, trách móc trước đó. Trong quá trình bên nhau, sẽ có lúc đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhưng sau mỗi lần như thế cả hai thêm hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết. Gia đạo êm ấm, vợ chồng thuận hòa, phụ tử tử hiếu, đôi khi vẫn khó tránh quan điểm trái ngược nhưng đều là chuyện thường tình, không gây ra xung đột quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng được thảnh thơi phần nào vì con cái đã lớn, có thể phụ giúp cha mẹ. Phương diện sức khỏe. Vận trình sức khỏe tháng 8 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng vì thế mà các bác lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm. Với những người đang gặp sẵn vấn đề về sức khỏe, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Trên đây, KB Tử Vi đã trao đổi với quý vị về luận giải vận trình của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.